Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 19 tháng 7. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Bệnh viện Trung ương Huế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân hiểm nghèo từ vùng dịch đến điều trị. Đà Nẵng thực hiện linh hoạt chỉ thị 16 để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Phát triển chăn nuôi hữu cơ trong nông hộ là một hướng phát triển mới, góp phần thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp. Để có thể thành công, giai đoạn đầu, người nông dân rất cần sự trợ giúp chuyển giao kỹ thuật. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương dự lễ và phát biểu giao nhiệm vụ. Cùng dự lễ công bố có các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình, Phan Quỷ Phương và Hoàng Hải Minh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động ông Hoàng Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nhận công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Điều động ông Lê Văn Cường, Phó trưởng Ban Dân tộc đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cả quyết định này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc mừng các lãnh đạo vừa được bổ nhiệm, bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới sẽ cùng với tập thể đơn vị đoàn kết, phối hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là nơi gìn giữ, bảo tồn và phát huy hệ thống di sản đồ sộ, Chủ tịch tỉnh đề nghị tân giám đốc trung tâm cần đổi mới tư duy, nhận thức, xây dựng chiến lược quản lý, phát triển, tập trung đổi mới mô hình tổ chức hoạt động phù hợp với giai đoạn mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn và phát huy giá trị những di sản quần thể di tích Cố đô Huế. Thay mặt những người mới được điều động bổ nhiệm, ông Hoàng Việt Trung cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo tỉnh đã tín nhiệm giao nhiệm vụ và khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình xây dựng tập thể đoàn kết để đáp ứng tốt yêu cầu công việc trên cương vị mới. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức tổng kết thực hiện chỉ thị 13 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, từ khi triển khai đến nay, huyện Phong Điền đã huy động tối đa nguồn lực. Với quyết tâm và nỗ lực cao, lực lượng công an huyện Phong Điền đã tăng ca, tăng thời gian thu nhận hồ sơ làm việc liên tục 24 trên 24 giờ các ngày trong tuần. Kết quả đến nay, trên địa bàn huyện Phong Điền đã được tiến hành thu nhận hơn 65.438 hồ sơ cấp căn cước công dân, đã hoàn thiện hồ sơ và truyền dữ liệu cấp căn cước công dân về Trung ương 62.564, đạt 90,5%, hoàn thiện in trả về địa phương 8.550 thẻ căn cước công dân. Đối với dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, huyện Phong Điền đã tiến hành rà soát và cập nhật thông tin vào hệ thống phần mềm 121.743 trường hợp, đạt 98,14%. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện dự án. Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa đi kiểm tra cơ sở vật chất ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế, nơi cách ly tập trung công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về trong ít ngày tới. Theo kế hoạch, trong những ngày tới, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và tổ chức cách ly y tế các công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban điều hành cả khu cách ly tập trung của tỉnh xây dựng phương án chi tiết để tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung các công dân theo đúng quy định, đảm bảo an toàn hiệu quả cao nhất về công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không để lây lan chéo trong khu cách ly và ngoài cộng đồng. Qua kiểm tra thực tế, Thượng tá Ngô Nam Cường ghi nhận biểu dương các lực lượng, đồng thời đồng chí yêu cầu phòng hậu cần Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế ra soát lại tất cả các khâu trong quy trình tiếp nhận, bổ sung thêm các vật dụng sinh hoạt cần thiết để phục vụ tốt nhất công dân. Có phương án bảo vệ hàng hóa tài sản cho sinh viên, bố trí sắp xếp khu vực cách ly bà con, khu vực làm việc của y tế, khu vực phục vụ bữa ăn cho bà con, khu vực điều hành của khung quản lý đảm bảo khoa học an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh y tế cả bên trong và bên ngoài khu cách ly. Không được để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, nhất là an toàn cho lực lượng cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc hoạt động thông suốt để người cách ly liên lạc khi có vấn đề cần hỗ trợ. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về tổ chức hướng dẫn tiếp nhận sàng lọc chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh, Bệnh viện Trung ương Huế vừa có văn bản về tiếp nhận bệnh nhân nặng, bệnh hiểm nghèo đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo đó, bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận khám chữa bệnh cho tất cả các bệnh nhân phải điều trị kỹ thuật cao, bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo từ các vùng đang có dịch.
Để tạo điều kiện cho người bệnh và phương tiện đi lại ngoài tỉnh được duyệt vào Bệnh viện Trung ương Huế khám chữa bệnh, bệnh viện yêu cầu các trường hợp này cần phải khai báo trên ứng dụng Huế S hoặc đăng ký tại địa chỉ tương tác thuothienhue.gov.vn duyệt khám chữa bệnh. Sau đó liên hệ số điện thoại 02343 834 115 để được cung cấp dịch vụ vận chuyển 115 từ chỗ khai báo y tế của tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Tại đây, trong thời gian cách ly, bệnh nhân được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện xét nghiệm siêu âm CT để tiến hành phẫu thuật, thủ thuật can thiệp, sau đó sẽ được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Các trường hợp chuyển tuyến đề nghị phải đảm bảo đầy đủ nguyên tắc phòng chống dịch theo quy định. Bệnh viện Trung ương Huế luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người bệnh, nhất là trường hợp bệnh nhân nặng, hiểm nghèo được khám chữa bệnh tại bệnh viện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và có chiều hướng diễn biến phức tạp. Để người dân được đảm bảo khám chữa bệnh trong thời gian giãn cách, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn phải tạo điều kiện tiếp nhận bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân nặng từ cả khu phong tỏa cách ly, qua đó góp phần giảm tải cho các bệnh viện chuyển đổi công năng điều trị COVID-19. Mỗi tuần 3 lần, chị Lê Minh Thùy là đưa mẹ đến bệnh viện Lê Văn Thịnh để chạy thận. Mặc dù trong thời gian giãn cách, việc đi lại rất hạn chế, chị và người bệnh đều thực hiện đầy đủ các quy định an toàn của bệnh viện để được vào bệnh viện điều trị. Tôi đưa vào đi chạy thận ở đây thì đến thì nhân viên y tế bắt là phải khai báo y tế, chuyện đó là thủ tục bình thường của cái thời dịch bệnh này rồi. Nếu mà bệnh viện không yêu cầu mình test COVID cho bà, cái đó thật sự mình rất là lo, tại vì trong bệnh viện bà sẽ nằm cạnh những bệnh nhân khác nữa. Dạ đúng rồi, và bà là suy thận giai đoạn 5 nữa. Theo yêu cầu của Sở Y tế, các bệnh viện quận huyện và một số bệnh viện điều trị chuyên khoa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón những bệnh nhân chuyển tuyến, nhất là những bệnh nhân trong cả khu vực phong tỏa cách ly. Do một số các bệnh viện đầu ngành của thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển công năng sang điều trị COVID. Với cái quy mô bệnh viện 500 giường mà trong thời điểm hiện nay thì một số bệnh nhân đến khám ngoại trú, nội trú có giảm thì cũng đủ năng lực hoặc là chỉ phải phát triển thêm 1 đến 200 giường nữa để thu dung điều trị tất cả các bệnh nhân khi được yêu cầu của Sở Y tế. Mặc dù nhu cầu khám chữa bệnh trong mùa dịch giảm từ 50 đến 60% và tâm lý lo ngại người bệnh mang theo dịch đến bệnh viện, các bệnh viện yêu cầu gắt gao việc tuân thủ 5K và có giấy xét nghiệm sàng lọc trước khi vào khám và điều trị. Để cho người dân không bị thiệt thòi trong công tác khám chữa bệnh thì chúng tôi đã thảo luận với Bảo hiểm xã hội thành phố và hoàn toàn là người dân có thể đi đến các bệnh viện bên cạnh khác đều được hưởng toàn bộ các quyền lợi bảo hiểm xã hội. Ví dụ như từ Bình Chánh đi Bình Tân rồi đi quận 6, đi những bệnh viện bên cạnh quận 8 gì đều cũng được hưởng cái chế độ của bảo hiểm y tế. Mặc dù hiện nay với trên 13.000 điểm phong tỏa cách ly trên địa bàn thành phố thì nhu cầu khám chữa bệnh và cấp cứu cũng sẽ không giảm đi. Do đó, ngành y tế cũng đã có văn bản yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn thành phố không được từ chối các trường hợp cấp cứu bệnh nặng, kể cả các khu vực phong tỏa. Ngành y tế cũng sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội để đảm bảo người dân đến các điểm khám chữa bệnh được hưởng các chính sách của Bảo hiểm y tế mà không cần đi đúng tuyến. Thành phố Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 4 phường trên địa bàn. Với đặc thù riêng khi giãn cách theo từng khu vực như thế này, các địa phương đã linh hoạt tổ chức thực hiện để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cũng thuộc địa bàn phường Thạc Giáng, 104 phường phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Thế nhưng chỉ sau một buổi sáng thực hiện giãn cách và nhận được phản ánh từ người dân, chính quyền địa phương đã lên đồng nới giãn cách cho khu vực này do có ít nguy cơ lây nhiễm. Cách làm này của chính quyền địa phương đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Chính quyền rất thực tế và đi sâu đi sát cái cuộc sống người dân mà hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân. Cho nên là tính nhanh, gọn và chính xác. Nên dân chúng tôi rất đồng tình và thỏa mãn những gì mà chính quyền làm ra. Cũng là địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, phải hạn chế người dân đi ra đường. Tuy nhiên, phường Hòa Khánh Bắc vẫn đảm bảo lưu thông các tuyến đường huyện mạch đi qua địa bàn như quốc lộ 1A, đường liên thông các xã phía Tây huyện Hòa Vang để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở các địa phương khác. Hiện nay các tuyến đường trên địa bàn là toàn là các tuyến đường huyết mạch, cho nên là chúng tôi là tổ chức các cái điểm chốt vừa kiểm soát người dân của Hòa Khánh Bắc để đảm bảo thực hiện tốt cái chỉ thị 16,
nhưng mà cũng không vì đó mà chúng tôi lại là tổ chức không cho các phương tiện đi lại. Bên cạnh thực hiện cả công tác khoanh vùng, hạn chế đi lại trong khu vực có nguy cơ cao, các địa phương còn tăng cường công tác tuyên truyền, theo dõi tình hình biển động nhân khẩu và kịp thời hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn trong vùng thực hiện giãn cách thông qua các tổ COVID cộng đồng. Chúng tôi tái khởi động các tổ COVID cộng đồng để mà đi kiểm tra, giám sát trên tinh thần là đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp, để chúng ta nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Theo ghi nhận, trong buổi sáng ngày 18 tháng 7, 100% đại diện hộ gia đình của hai phường Thạc Giáng và An Khê, quận Thanh Khê đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hai phường Hòa Khánh Bắc và Hòa An tiếp tục được lấy mẫu vào buổi chiều cùng ngày. Theo kế hoạch, thành phố Đà Nẵng sẽ lấy mẫu đối với 100% các hộ trong khu vực 4 phường thực hiện giãn cách và đại diện 30% số hộ gia đình đối với các xã phường còn lại. Theo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng thời gian qua, ngành du lịch vẫn đạt được những thành công về mặt quảng bá, tuyên truyền khi ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ số vào các hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch còn tăng cường hợp tác với các địa phương doanh nghiệp trong chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, triển khai hệ thống khai báo an toàn COVID-19 tích hợp vào hệ thống phòng chống dịch quốc gia, xây dựng bản đồ số du lịch an toàn, hệ thống chứng nhận số vaccine để hỗ trợ đón khách du lịch quốc tế. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ký quyết định thành lập tổ công tác chỉ đạo sản xuất kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh thành phố phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19. Theo đó, tổ công tác do một thứ trưởng làm tổ trưởng có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo sản xuất kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Tổ công tác phối hợp với các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các địa phương có liên quan thúc đẩy hoạt động sản xuất, thu hoạch nông sản, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nông sản tại các địa phương khu vực phía Nam bị giãn cách do dịch COVID-19. Tổ sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các địa phương ra soát kế hoạch sản xuất thời vụ, đảm bảo gắn với kế hoạch tiêu thụ nông sản, xây dựng các phương án kế hoạch tiêu thụ nông sản kịp thời ứng phó với dịch COVID-19. Tiếp nối những hành động đẹp hướng về đồng bào miền Nam trên địa bàn toàn tỉnh. Những ngày này, Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên các địa phương của huyện Phú Vang đang có nhiều việc làm thiết thực với phương châm ai có gì góp nấy, có của góp của, có công góp công. Giữa cái nắng gắt của những ngày tháng 7, người dân và các đoàn thể tại các địa phương trên địa bàn huyện Phú Vang rất khẩn trương, chuẩn bị nhiều loại thực phẩm như cả khô, ruột xả, các loại nông sản cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam với phương châm ai có gì góp nấy, có của góp của, có công góp công. Để kết nối những tấm lòng hảo tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân và Ban Thư vụ huyện đoàn cũng đã hưởng ứng chương trình gửi chuộc tình Huế, chia sẻ khó khăn hướng về thành phố mang tên Bác, thu hút được đông đảo hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn toàn huyện tham gia. Tại xã Phú Hải, những ngày này rộn ràng cả chị em phụ nữ trong nhóm thiện nguyện chung tay Phú Hải cùng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức thu mua hơn 1,2 tấn cá nục tươi về nướng, đóng hộp. Đồng thời vận động quyên góp gần 200 chai nước mắm, làm hơn 420 thẩu thịt rim kho xả với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Đây là nguồn vận động đóng góp của các mạnh thường quân xã Phú Hải đang sinh sống làm ăn trong và ngoài địa phương. Nắng nóng nhưng ai cũng làm việc rất khẩn trương, vui vẻ với hy vọng những món quà kịp chuyển vào hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam trong những ngày tới. Khi thành phố Hồ Chí Minh là hình thành dịch bệnh nên nhóm chúng em nhóm chúng tay Phú Hải là đã kêu gọi đồng bào mạnh thường quân từ trong nước đến ngoài nước góp hướng về miền Nam và sau đó là chúng em đã đưa ra một phương án là mua cá nướng lên và phơi khô để đảm bảo chất lượng hơn và an toàn trong cái sự vận chuyển để người sao ủng hộ cho đồng bào miền Nam. Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng đầy tình cảm của người dân các địa phương trên địa bàn huyện Phú Vang hướng đến người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang gồng mình chống lại với đại dịch COVID-19, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những khó khăn với đồng bào miền Nam vượt qua khó khăn vì dịch COVID-19.
Phát triển chăn nuôi hữu cơ trong nông hộ là một hướng phát triển mới góp phần thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp. Để có thể thành công, giai đoạn đầu, người nông dân rất cần sự trợ giúp chuyển giao kỹ thuật của các doanh nghiệp và hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên thời sự về một số mô hình đang được triển khai tại Phong Điền và A Lưới. Đây là mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học của ông Nguyễn Văn Lịch ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền. Mô hình này liên kết với tập đoàn Quế Lâm gần 5 năm nay. Từ hiệu quả đạt được, ông Lịch quyết định đầu tư phát triển quy mô chuồng trại hiện đại trên diện tích 700 m², gồm hệ thống làm mát, dây chuyền tự động hóa máy chế biến ủ thức ăn, rải thức ăn, giá trị đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Cơ sở chuồng trại này có thể chăn nuôi khoảng 200 lợn thịt, 10 lợn nái. Chúng tôi thấy rằng phải mở rộng quy mô với mấy lý do. Một là phải nơi chăn nuôi phải đảm bảo an toàn sinh học, không có dịch bệnh. Cái thứ hai là phải có một nguồn phân hữu cơ dồi dào để bón cho cây trồng. Và từ đó chúng tôi mạnh dạn là đầu tư công sức để làm cái trại chăn nuôi này. Còn tại A Lưới, mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ của hộ ông Hoàng Văn Thắng ở thôn Bình Sơn, xã A Ngo cũng được đầu tư phát triển quy mô chăn nuôi nông hộ. Được sự hướng dẫn của Quế Lâm về cách làm chuồng trại, cung cấp con giống, thức ăn, men vi sinh, gia đình ông tiên phong đầu tư nâng cấp chuồng trại chăn nuôi. Sau bước đầu áp dụng quy trình mới, gia đình ông sẽ phát triển mô hình nuôi 10 con lợn nái và gần 100 con lợn thịt hữu cơ. Tôi có đi tập huấn rồi. Chăn nuôi là chuồng trại là sạch sẽ, heo giống là khỏe mạnh. Hiện tại bây giờ chưa là tôi nuôi trang trại của Quế Lâm nên heo của tôi hiện tại trong chuồng là 5 nái và 25 heo con. Sau này là nói chung là gia đình cũng muốn tăng gia thêm để chăn nuôi thêm. Sau đợt dịch tả lợn châu Phi, mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học được nhiều nông hộ chọn lựa. Riêng tập đoàn Quế Lâm đã phát triển mô hình chăn nuôi an toàn sinh học tại hơn 100 hộ nông dân ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, huyện A Lưới và thành phố Huế với tổng đàn 3 vạn con, đồng thời phát triển cung cấp lợn nái, lợn giống cho hộ chăn nuôi trong chuỗi khép kín. Kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học được tập đoàn chuyển giao cho các hộ nông dân thực hiện trên nền tảng sử dụng chế phẩm sinh học với cốt lõi men vi sinh, một ứng dụng công nghệ cao nổi bật của tập đoàn, được áp dụng trong suốt quy trình chăm sóc, mang lại hiệu quả kép, vừa giải quyết được ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguồn nước cho sản phẩm lợn sạch. Cái việc mà áp dụng cái chăn nuôi an toàn sinh học để mà đẩy nhanh cái tăng đàn cũng như tái đàn ở các hộ đó rất là quan trọng. Và chúng tôi đánh giá rằng là mô hình Quế Lâm là một trong những mô hình mà có khả năng áp dụng rộng rãi ở các địa phương, đặc biệt là với bà con nông dân ở các hộ mà khi mà cái điều kiện chuồng hở như này nhưng vẫn áp dụng được. Chăn nuôi lợn an toàn sinh học là giải pháp hữu hiệu cho người chăn nuôi trong giai đoạn này. Với thế mạnh vượt trội sẽ từng bước thay thế cho hình thức chăn nuôi nông hộ về cả đầu con, sản lượng. Việc nâng cấp an toàn sinh học ở quy mô nông hộ đối với chăn nuôi lợn phải đầu tư cho hệ thống chuồng trại, tiêu độc khử trùng và cải tiến quy trình chăn nuôi gắn với an toàn sinh học. Nên việc tái đàn và hồi phục chăn nuôi theo phương thức này còn nhiều khó khăn và vẫn còn chậm. Đến đây, chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.